ngay chỗ này. Rồi cách nay là cỡ gần 10 năm là cái cô đó ở Ba Xe kháo bầu được 3 tháng lên nhảy chỗ cầu này, cầu mới đây nè, đúng ngay chân nghiệp đó xuống luôn rồi đó. Là ngay trên cầu luôn hả? Ừ, cầu này nè, có thể chứ nhắm luôn vậy lắm. Là hồi đó giờ ở đây nhiều lắm đó. Nhiều lắm đó, nhắm luôn chứ. Dạ. Cái người mà cô nói là thất tình đầu tiên nhảy á, cô đó năm nay là cỡ 60 mấy tuổi. 60 mấy tuổi? Ừ, cỡ 60 mấy tuổi rồi. 60 mấy tuổi không thất tình đó. Không, hồi còn trẻ. À. Hồi còn trẻ là 20 mấy tuổi là cô đã nhảy rồi. À. Ừ. Rồi đấy, nếu mà tính giờ còn sống á. Ờ, là 6 mấy tuổi. Ngay nhịp cầu này nè. À. Ngay chỗ bình đường đoạn này luôn á. Ghê trời. Ừ, cái đoạn cái sông này nhắn nhúa lắm á. Dạ. Vậy đó nha, nhắn nhúa mặt đó con. Dạ. Còn cái người mà có bầu 3 tháng mà thằng rể nó bỏ nó đi lấy người khác, cổ lên đây cũng nhảy cầu hồi này mới, là cái cầu mới lại nè. Ừ. Là chưa được 2 tháng đâu là cô này là cổ nhảy đây nè. Là cách hôm nay gần 10 năm rồi đó. Dạ. Cũng ngay nhịp đó giữa này nữa đó. Mà trên đó mấy người thợ người ta làm ngay chỗ bên đó, cách bóc giác bên cái vật tư đó, mà tại đó rồi ta chạy qua lại ta cứu hộp đường nước cho xuống. Tại ta thấy mà ta cứu không được. Ừ. Dạ. Yeah. Không biết lỗi mà. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu nó trôi ra tới cái miếu trà đét nó tấp vô đó. Rồi có bầu luôn. Có bầu luôn. Lên. Trời ơi. Đó là con hay. Sông này bởi không ai dám lội đâu. Ừ. Tại vì lâu rồi sông này ai dám bơi qua bơi lại đúng đâu. Rồi. Nó nhanh quá. Dạ. Người ta nói được thằng nó dạ. Được mình coi cái nó có tấp vô không không. Dạ con nghĩ nó không tới ngoài đâu, không tới đâu. Đợt đó cái cô gái đó phóng dắt trưa hả, là qua 2-3 ngày sau là tắt vô ngay chỗ cái định ngoài này đường vô Trà Đét đó cô. Chà dữ vậy ta. Ừ, nước nó xiết nó chảy đi như con thấy vậy đó nha. À. Cuối cùng dắt ở ngoài đó đó, chứ xuống đây mò không có đâu. Dạ. Cái nước nó phải đầm đầm vậy chứ dưới nghe nó chảy xiết mà. Dạ. Đi. Bây giờ mong sao tìm nhanh nó lên cho cháu nó về nhà. Đúng rồi, nặng cho ấy chứ nó lạnh lẽo nó cái nghiệp. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nếu mà trong nhà giờ tính toán sao, mình có lo gì hết chưa? Có gạnh không? Chú có vô đâu, nhà nó chưa ở đây đúng không? Ở đây trong chờ cháu. Mình là gì đúng không? Mợ của em Long. À, mợ Long. Tên gì? Long. Phi Long. Phi Long. Tên đủ tính tên. Đó, nó hình như tuổi cọp đúng không? Gạnh. Tại vì năm 2000 là mới vô 15. 15 tuổi thì sinh năm 2010. Sinh năm 2010. 9. Em nói mua cát đá gì ở nhà đang xây, đang kêu thợ vô. À. Không có vô nữa, ngày nay ở đây không. 10 giờ là mới học đi chứ. Mình không có ghe cũng đồ hàng, không có đèn cũng đồ hàng đâu kiếm được. Này ở trong nhà mình có muốn kiếm vậy, mình mướn ghe đi kiếm. Ở đây mướn không có chứ nói gì. Sáng bây giờ hai chồng em nếu có bơi từ sáng. Bé ba. Ghe em bé ba. Sao có cho hả? Em nói kêu em kiếm thấy thôi, mà mình không có dám vớt, để cho người ta vớt thôi. Kiểu mình mướn ghe mình đi kiếm thôi. 8 triệu. Ngu bạc. Cái ghe vậy ngu quá. Mình kiếm cái người mất vậy mình vớt lên vậy là mình hên á, vừa có phước. Ờ, còn cái ghe mà chở người đẻ thì mới xui đó. Đúng không? Sao kỳ vậy? Ừ. Sao lại là chở người đẻ là xui? Người ta chết là thế cho mình. Còn sanh ra là người ta sống hoài là mình chết của người ta. Hồi xưa là vậy đó con, hồi xưa mấy người mà chở ghe mà đi đẻ, cho dùm đi đẻ mà ghe nó về sau này một là chìm, hai nữa là tai nạn chết. Trời ơi, ghê vậy. Hồi xưa là vậy đó con. Dạ. Nói về ghe trời. Vậy chứ người ta ginh cái mâm dông mà mưa mà người ta cho vô ghế bằng giữa ngồi, còn ginh mâm trầu vô bằng giữa ngồi, ta dắt chỗ chào đặt thấy bà nội. Yeah. Ai mà cho vô đục mưa. Yeah. Nó vậy đó con. Lạ ha. Ừ. Yeah. Đó là cái phong tục hồi xưa người ta kiểu mà ta còn tin dị đoan là như vậy. Dạ. Yeah. Mấy người là có ghe làm hiệp kiểu mướn không tới giá. Hiện tại giờ quý anh chị thì cái cập nhật tình hình của cái em trai 15 học sinh lớp 9 đi lượm củi ở đây nè, bị rớt xuống sông á, thì hiện tại bây giờ là gia đình á là coi thầy rồi những người dân ở đây á, người ta chỉ á, thì đi trôi vào trong kia đâu cũng khoảng 5-6 cây số trong kia mà đang tìm kiếm chưa biết sao nữa cả nhà. Hiện tại giờ người nhà cũng rất là rối rắm rồi. Rồi ở đây thì bà con cô bác mình cũng ai cũng tới để ngóng trong cái tình hình, và một số người ta cũng thấy thương xót cho cháu trai này á, ta đến đây ta cũng chia buồn. Điều quan trọng nhất bây giờ ai cũng mong muốn là để tìm cháu lên sớm nhất để cho gia đình lo hậu sự đó cả nhà. Đó, phía bên người nhà thì đang đứng phía trong để tìm hướng.
tìm hướng coi sao. Mình cũng hôm qua cũng đâu có gần gì đâu, thì nghe người ta nói là coi như là nó quơ củi rồi, nó xuống sông nó tắm rồi, nó chợt ba cái rau dừa này đó. Còn nếu mà tình trạng này tầm khoảng bao lâu nó lên chưa? Thì mà giấc này thì nó giáp cử rồi, thì có thể là nó nổi, nếu mà nó có nổi thì nổi là đời. Hay khí trời. Áo nguyện này là vớt 4 năm mạng rồi. Vớt nhiều lắm hả? Hồi lúc chưa có thanh niên xung kích nào là cũng nhiều vụ là làm rồi. Làm, đem lên chỗ này, đem lên chỗ này mổ xẻ chỗ này nè. Cầu bên kia, mấy bên kia. Ở đây là đó giờ mấy vụ rồi chú? Đó cái cầu này có là 5 năm rồi chưa có, chứ cách trước là mỗi năm. Khi cách 5-2 năm là có, 5-2 năm là có. Ghê trời. Như bây giờ nếu mà cháu này giờ mình có xuồng ghe đi tìm là đi tìm hướng nào rồi? Bây giờ là đi tìm, hồi đó giờ là không có cái xác nào mà cho ra khỏi cái bún chùa không em. Tới đó là nó giận. Tới đó là giận, nó xuống lại. Giận rồi, tách mé bên đây rồi. Dạ. Lúc mà mình định đi tìm, hồi xưa là mình đi tìm, giờ đi vớt luôn hả? Khi mà mình già không được thì mình phải cho nổi. Dạ. Ủa sắp sức là hôm nước lớn nó trôi vô, mình nghĩ nó vô. Không, bởi vì đây nó đột xuống đó thì nước nó dặn tới cái dàm, ba xe thì nước nó dặn trở lại. Nếu mà hôm qua nó có nằm trong kẹt nó không nằm được thôi. Giờ là coi như là trời hôm nè, cái nước nước dòng á, con người mình nó chuyện nó chết trôi rồi, khi nổi là đứng lên. Đứng khi là khi mà lú cái đầu lên khi là cao rồi nó bật nổi cái đứng hồ bật ngang ha. Và đại khái là giống như con người mà mấy chú thấy cái sấm lá trôi sao là nước chảy là nó trôi vậy. Dạ. Kiểu mà nó đứng vậy là nước nó đàn. Dạ. Bây giờ có thanh niên xung kích thì để cho người ta làm, chứ ngày xưa mà ô la ở đây mà ô la nhảy cầu là chút xíu công an huyện xuống kiếm tôi rồi. Mình cũng hỗ trợ với nhau ha, hỗ trợ đi tìm kiếm với nhau. Vậy là chú bé là xưa giờ cũng đã từng đi làm nhiệm vụ này cũng biết bao nhiêu lần ha. Hiểu. Dạ. Dạ theo chú nghĩ là đậu là giống như cậu bé học sinh này là ở vòng vòng với xính chùa chứ thôi. Thì từ cái bún chùa nó chở cho đây thôi, chứ không bao giờ lọt ra ngoài được. Đi từ xưa giờ là khi 4 ngày kiếm không gặp cũng nổi ra cái bún chùa đó mà nổi mấy anh đây nè. Dạ. Ủa chú bé thì hôm giờ mình đúng chính xác hơn là chú nhận được thông tin là khoảng mấy giờ mà em trai này xảy ra sự việc xảy ra chú bé? Hồi chiều qua là giấc này. Ừ, giấc này. Là tôi chạy xuống tới đây là cả giấc này khoảng chừng này. 5 giờ. Giấc này khoảng 5 giờ hả? Là 5 giờ là phát hiện là bắt đầu là báo lên luôn ha. Thì người ta báo mấy lon chuyện tới tôi cũng chạy lên. Dạ. Thì thấy là thanh niên xung kích nó vừa xuống tới. Dạ. Vậy là giờ có khả năng là theo như độ chú đoán là khoảng bao tối nay không? Tối nay đúng không? Nói là tối nay là nổi phịch lên nè, chứ không bao giờ mà nó được, bị nó đã hút cử rồi là nó nổi phịch lên nè. Dạ. Buổi chiều nay là nó nổi đó, nếu mình đi chạy ghe dòm kỹ là nó nổi chóp tóc đen mỏi chùm tóc rồi qua sáng lại nó mới bình trong đêm nay rồi nổi lú kiến vậy mà nó lú rồi lú cũng khó rồi bả dai rồi. Dạ. Ủa chú bé hồi nãy thấy người ta thả cái bè đó rồi giống như mình thả cái bè xong mình đi theo cái bè ha, mình tìm hả chú bé? Cái đó là coi như là dị đoán đấy mà tâm linh dị đoán vậy đó, có hên có gũi gì không. Chú bé biết rõ hoàn cảnh của em học sinh này không? Hoàn cảnh nó cha mẹ nó chắc hết rồi, cha mẹ mất hết rồi chú. Cha nội nó, anh ở với nội nó. Dạ. Giờ đi học mà cũng về đi lụm củi mà vậy, gia đình nghèo khó khổ. Dạ. Nãy con tôi cháu tôi cũng gom lên hỗ trợ tiền để cho thầy Năm Hương á. Dạ. Thầy Năm Hương sau này mà có vớt được nó lên là coi cho người ta sử dụng nó làm cái gì ta làm. Nghe nói em trai này còn đứa em gái nữa hả chú bác? Còn đứa em gái nhỏ nè. Đó giờ chú có gặp em trai này chưa? Có chứ, biết có mà em nói xong là gặp. Biết luôn hả? Cao, ông cao, nó cũng cao rồi nha. Dạ. Cao. Tướng nó bự con không chú bác? Không, nó ổn, cao. Bây giờ không biết sao luôn, mong sao mà lên sớm nâng gia đình đưa em về nhà chứ. Mong sớm tìm gặp được em để về gia đình. Hồi sớm này tôi có lại cũng có nguyện cầu rồi coi như là. Hồi nãy chú gái có lại nguyện cầu hả? Là coi như là các cái dòng ở dưới sông này bây giờ
đã bắt được cái hồn của đứa bé rồi, giờ nó đã thấy được rồi thì thôi giờ trả cái xác lại cho người ta để người ta đem về ta lo hữu sự. Cố nguyện đang nguyện chỗ đúc nhang á. Chung về chỉ là chầu mong là từ đây tới tối rồi đón không được cháu nó về thôi. Tối nay là buộc phải nổi thôi. Dạ. Buộc hai cho bé ha. Bởi vì nó không phải là ở trên nó nhảy xuống khi lúc mắt gốc rồi con này nó tụt vậy nó trôi. Đúng rồi. Thì chú... đâu có mắt gốc được. Thì chú bé chia sẻ là chính xác luôn. À, đâu có mắt gốc được. Tại chi nó biết bơi cũng đỡ, này nó không biết bơi luôn, nó khổ vậy. Chứ thứ hai nước chảy mạnh quá em. Bởi vì ở trên khi nào mà ta ở trên người ta phóng xuống thì lúc mà trời đạp rồi dính gốc dính gì đó. Yeah. Còn nói cái này là nó nổi sớm, còn dính gốc cái là mình 2-3 ngày cái nổi. Yeah. Thì nào mà nó quá trời cái nó vuột ra cái nó bực lên, bực đứng lên rồi nó ngang lưng quần nó phóng lên. Tại người có kinh nghiệm mà. Tại vì nhiều vụ chú bé cũng từng gặp rồi chú bé ha. Gặp nhiều. Ồ, nhưng mà hô la nó vừa lên khỏi mặt nước là học máu liền. Dạ. Ghê vậy? Ờ. Bởi vì nó dưới nó tức nước á, không sao mà hô la lên khỏi mặt nước là máu lỗ tai, máu mắt rồi ra. Dạ.